6 cách tự trị mụn bọc sưng to đỏ ao như núi lửa xẹp nhanh chóng ngay tại nhà sau đây là 6 gạch đầu dòng quan trọng giúp bạn chiến thắng mụn bọc tại nhà mụn là kẻ thù của làn da mà đã là kẻ thù thì loại mụn nào cũng đáng ghét cả nhưng gây khó chịu nhất mất mỹ quan nhất phải kể đến mụn bọc đặc điểm nhận dạng của tên này là kích thước to như núi lửa sưng đỏ đụng vào rất đau và nếu không can thiệp nó có khả năng án ngự trên mặt bạn nhiều ngày thậm chí là nhiều tuần để chiến đấu với mụn bọc bạn hãy kiên trì áp dụng những cách sau đây nhé 1. Rửa mặt với nước pha giấm trắng. Bạn không đọc nhầm đâu, giấm trắng pha loãng thực sự hiệu quả trong việc tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, từ đó giúp nốt mụn bọc nhanh khỏi hơn. Bác sĩ gia liễu khuyên bạn nên pha khoảng 2 nắp giấm trắng vào một bát nước, tốt nhất là nước tinh khiết rồi dùng dung dịch này để rửa mặt hai lần một ngày. 2. Mặt nạ aspirin. Phương pháp đắp mặt nạ aspirin để trị mụn thì đã quá nổi tiếng, nhưng cũng kèm theo tiếng xấu là có thể gây kích ứng da. Tuy nhiên, đó là trong trường hợp bạn bôi lên toàn mặt mà thôi, khi chỉ bôi riêng lên nốt mụn bọc, mặt nạ aspirin tỏ ra vô cùng hữu dụng trong việc giảm viêm, giảm sưng đau do có thành phần tương tự salicylic acid. Đây cũng là phương pháp được các bác sĩ da liễu rất tán thành. Để làm mặt nạ aspirin, bạn nghiền nhuyễn một viên aspirin, thêm ít nước và trộn đều tạo thành một hỗn hợp sệt, rồi đắp trực tiếp lên nốt mụn bọc trong vài phút. 3. dầu tràm trà. Không phải ngẫu nhiên mà dầu tràm trà liên tục là một trong những sản phẩm trị mụn từ thiên nhiên bán chạy nhất các bác sĩ da liễu cũng công nhận khả năng giảm viêm, kháng khuẩn của loại dầu quý này và khuyên bạn nên tích cực chấm dầu chàm trà lên nốt mụn bọc nhiều lần trong ngày. 4. Mặt nạ nghệ. Nghệ có chứa chất chống viêm cơ cứu min và thành phần khử trùng. Khi được thoa lên nốt mụn, nghệ sẽ làm khô cồi mụn từ đó giảm viêm, khiến nốt mụn xẹp dần. Đó là lý do mà bạn nên tận dụng nguyên liệu gần gũi này để chăm sóc cho nốt mụn bọc đang án ngự trên mặt mình. Các bác sĩ da liễu cũng khuyên dùng tinh bột nghệ hơn là nghệ tươi, những gì bạn cần làm là lấy một chút tinh bột nghệ, thêm chút nước tạo thành hỗn hợp đặc sệt rồi chấm lên nốt mụn bọc, để nguyên trong 45 phút rồi rửa sạch, thực hiện hai lần trên ngày. 5. Trường đá Phương pháp tường trừng tầm thường này lại giúp hỗ trợ không nhỏ, cho công cuộc tiêu diệt mụn bọc của bạn và cũng giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Việc trường đá lạnh trực tiếp lên nốt mụn có tác dụng giảm sưng đỏ, giảm cảm giác đau và ngứa đi kèm theo lời khuyên của bác sĩ gia liễu, bạn lấy một cục đá nhỏ, trườm nhẹ lên nốt mụn theo chuyển động tròn, cho đến khi cảm thấy da không thể chịu lạnh được nữa. Bạn nên tích cực trườm đá lạnh 3 lần trên ngày để có kết quả tốt nhất. 6. Đừng cố nặn mụn. Khi có một nốt mụn bọc to bự chẳng trên mặt, bạn sẽ khó mà kiềm chế được mong muốn nặn nó, nhưng tốt hơn hết là bạn đừng nên động thủ. Mụn bọc thường xuất hiện ở vùng cằm và quanh xương quai hàm. Điều quan trọng mà bạn nên biết về loại mụn này là chúng như tàu ngầm vậy, nghĩa là chúng sẽ luôn nằm bên dưới da, bất kể bạn có làm gì ổ mụn dưới da cũng sẽ không trồi lên khỏi bề mặt da ngay cả khi bạn có cảm thấy như có một cục gì đó bên trong đi chăng nữa cách tốt nhất là bạn hãy làm giảm sự viêm nhiễm từ bên trong bằng cách bồi thuốc đây cũng là cách giúp ngăn chặn những nốt mụn mới trong tương lai bác sĩ gia liễu cho hay